Quý vị thân mến, trong khoảng thời gian hoạt động tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, chiếc máy ATM gạo do lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh nhà sáng tạo và thiết kế đã được di dời, chuyển sang lắp đặt tại Ủy ban Nhân dân xã biên giới nhằm chia sẻ bớt phần nào khó khăn với bà con thuộc địa phương giáp biên này. Sau quá trình nghiên cứu rút kinh nghiệm, trong lần lắp đặt này, chiếc máy ATM gạo đã được cải tiến theo hướng nhỏ gọn và tiện dụng hơn. Theo ghi nhận, trong sáng ngày 26 tháng 4, ngày đầu tiên máy ATM gạo chính thức hoạt động tại xã biên giới, có rất đông người dân đến nhận gạo từ máy ATM gạo này, chủ yếu là người già, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Bà con đến nhận đều có đeo khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch COVID-19. Với tính năng dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và công sức, chỉ trong buổi sáng, gần 2 tấn gạo đã được phát thông qua máy ATM gạo. Nhìn chung, bà con đều rất phấn khởi trước việc làm sáng tạo và ý nghĩa này của tuổi trẻ Tây Ninh.